Xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người. Mình là Điềm, bên Farmit. Hôm nay mình đang đứng ở vị trí đây là kho của bên chỗ máy nền máy bánh đà. Phía sau lưng mình đây, toàn bộ đó là không gian của chứa cái nền máy. Thì đây tầm khoảng 20 cái nền, 20 cái nền giờ nhỏ và nền lớn. Mình sẽ dẫn mọi người tham quan xưởng sản xuất của bên nền máy bánh đà ha. Đây là nền đã sau khi hoàn thành và sẽ test thử nghiệm một lần nữa và đưa vào kho, như mà hồi nãy chúng ta vừa thấy. Khu vực này sẽ là khu vực sản xuất của nền máy bánh đa chính. Thì bên này là máy CNC, cắt CNC mình sẽ CNC sắt. Sắt là những cái khung sắt mình sẽ cắt gọn là luôn. Đây, em sẽ thấy những cái miếng, đây là miếng sắt. Đây, sắt dày 5 ly. Đó. Mình sẽ sử dụng là sắt la và sắt vuông, sắt hợp vuông. Đây, khu vực đây, đứng đây toàn bộ đây là sắt U. Thì nền máy được cấu tạo từ sắt U8 5 ly và cái toàn bộ nó sẽ được cắt gạch. Đây, sau khi cắt gạch nó sẽ CNC như vậy này. Dễ. Toàn bộ được gia công bằng máy hết. Bây giờ thành ra là cái độ chuẩn, độ chính xác rất là cao. Chăm như một nhé. Hàng này là chăm như một nhé. Đây, sau khi mà cắt hoàn thành hết, hoàn thiện hết rồi sẽ tới khâu là làm cái nền đỡ, nền nâng đỡ lên. Đây, nền nâng lên, mình sẽ làm chữ A để nâng lên như vậy. Đây là quy trình làm toàn bộ khung sườn của cái nền máy, là làm cái chân đỡ dưới. Rồi toàn bộ xong xuôi hết, mọi người sẽ cân chỉnh hết rồi sẽ đưa qua quy trình sơn ở bên trong. Đây là cái khu sơn, sơn thành phẩm. Đây, sơn xong rồi để đảm bảo cho việc nước nó không có bị bám vô nữa ha. Cái độ bền nó cao hơn, sắt nó độ bền nó cao hơn. Rồi, ok. Và mình sẽ lên để nói chi tiết về cái cấu tạo của nền bánh máy bánh đà để mọi người tham khảo. Mình đang dẫn mọi người tới khu vực, đây là khu vực trưng bày của nền máy ha và toàn bộ trang thiết bị. Đây, mình sẽ qua đây xem cái phần trưng bày. Xin giới thiệu mọi người, đây là nền máy bánh đà đã hoàn thiện toàn bộ và đã gắn luôn hai đầu thổi khí. Đây là đầu thổi khí cung cấp oxy đáy cho tôm. Thay vì cái đầu thổi khí, nếu mà sử dụng nền đơn thì chúng ta phải sử dụng hai cục motor để chạy cho hai đầu thổi khí. Đối với cái ao ao từ 1.000 mét vuông trở lên, còn đối với cái nền bánh đà này chúng ta chỉ cần một cục motor thôi, mình đã có thể chạy được hai đầu thổi khí rồi. Mình tiết kiệm gần như 50% tiền tiền điện. Nguyên lý hoạt động là nhờ vào bánh đà trợ lực bằng sắt này mà nó giúp cho một cục motor mình có thể chạy được hai đầu thổi khí super lăn. Tùy theo cái nhu cầu của khách hàng là từ đầu 65, đầu 80 cho tới đầu 100 đều có đều thổi ra được. Công ty Famit sản xuất rất chú trọng về cái vấn đề độ cân bằng của bánh đà. Thì mình sẽ xem xét kỹ ngay chỗ cái cốt bánh đà. Đây là cái nơi cái cốt bánh đà để thực hiện đây. Mọi người sẽ xem đây. Thì cốt bánh đà được toàn bộ là chạy gang là hết. Thường chạy gang siết vô thì càng chạy nó sẽ càng siết vô, cái độ đồng tâm rất là chuẩn. Nó sẽ không bị lệch tâm ở bên nào hết. Độ chuẩn cực kỳ cao. Do mình không có hàng, không có gì vô cho nó dư ra chỗ này. Chạy gang vô là một cái nơi, một cái điều rất khó những cái đơn vị khác có thể làm được. Cắt CNC á, thì thành ra là toàn bộ những cái nền máy này nó sẽ không kén máy luôn. Toàn bộ cái đầu máy D từ máy D8 cho D15 thì mình đều gắn lên được. Nhờ vào những cái rãnh tăng đưa xa như vậy ha. Đây, những cái đưa xa như vậy anh đưa lên xuống tăng đưa để cho đừng cái dây cu ro nó đừng có bị dùng lại. Famit sẽ làm theo kiểu là tăng đưa con đội để đẩy ngược ra, đẩy ngược cục motor ra sau này ha. Trong quá trình chạy nó sẽ không có bị chạy ngược lại ha. Rất là ít khi bị chạy ngược lại dây cu ro. Bây giờ mình tăng đưa rất ít, mình tăng đưa hầu như trong một vụ tăng đưa khoảng một lần là ok. Mình sẽ giới thiệu với mọi người là một cái đầu bảy, một đầu thổi khí nó tên gọi là ZLE35. Thì nó thổi trung bình được 70 cái mét ống oxy này đó, mét ống oxy để cạo oxy đáy. Đó, nó sục khí lên, nó sục khí nano, thường mọi người gọi là sục khí nano lên đấy đó. Thì hai đầu này nó sẽ thổi được là 140, 140 mét ống, và mình sử dụng là một cái motor là 3,7 kg đó. Bình thường thì một đầu mình sẽ xem thử cái công sức của nó của đầu của nó ha. Đây, power là 3 kg đó, mà hai con thì chắc chắn mình phải sử dụng là 6 kg, sử dụng 6 kg. Mà trong khi đó cái nền bánh đà này mình chỉ cần sử dụng cái con motor 3,7 kg thôi là mình tiết kiệm được 2,3 kg.
hai ký ba điện, cái đó là công suất trên một một giờ thì mình tiết kiệm được 2.3 kW điện trên một giờ. Thì mình đã có một cái chuyến đi trực tiếp để xem thử coi cái nền máy nó hoạt động là bao nhiêu ampe, công suất bao nhiêu, và nó hoạt động nó chạy được cái đầu lớn hay đầu nhỏ hay như thế nào đó. Thì mọi người cùng đi hành trình với mình nha. Cái máy nặng nhất mình đang coi đây ha, là anh chạy hai đầu super lăng cái mức 15 nè, anh thấy chưa, mức 15 có nghĩa là cái dòng thứ hai mức 15 đây, đây mức này là mức khoảng 4 ampe, được chưa, khoảng 4 chấm mấy đó, đó khoảng 4 ampe, thấy chưa, đó em thấy gần số 5 chưa, đó là chạy con motor đây là 5 người 3 pha, chạy là gần 4 ampe. Rồi đó, chính xác luôn rồi đó, chính xác là này. Một đầu nhẹ hơn nè, một đầu chạy chỉ có một tải motor 5 ngựa mà tải cho một đầu nè, nó chỉ có 2.5 ampe thôi. Ok chưa? Đấy, em thấy không? Đây đây, anh giật xuống 6 luôn. Đây nè, xuống 6 là 3 ampe nè, chính xác là 3 ampe nè, cái số mức 3 ampe ha. Rồi, đây qua nè. Cái này là phía dưới ha, là 4.5, gần 4.6. Thấy chưa? 4.6, mức dưới cùng đó. Anh thấy chưa? Mức 6 ampe, mức dưới cùng đó. Đấy. Thấy rõ không? Em thấy rõ mà nè. Rồi, vậy thì là đang chạy motor 5 ngựa. Motor 5 ngựa 3 pha, chạy hai đầu super lăng. Super lăng này là super lăng em vô thẳng như nó luôn. Gọi điện trực tiếp và cho hotline của mình để biết thêm nhiều thông tin của